Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh để mua giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người hai cách mài dao cơ bản nha. Đầu tiên mọi người sẽ dùng chiếc bát này, đấy, người miết đây này. Đó. Thấy bóng hẳn lên không? Thấy mọi người thấy miết vài. Đa phần là thấy miết vài này. Mọi người miết lên vài này. Và nó sẽ tí nữa là nó sẽ ngon lên nha. Đó, đây là cách thứ nhất nha. Mình sẽ sắc hẳn lên, bóng lọng lên này. Cách thứ hai là mọi người mài trên một con dao khác đây. Đây, mọi người miết trên đây. Đấy. Đấy, miết trên cái lưng, cái sóng lưng của con dao khác nha. Đó. Mọi người để con dao hơi nghiêng lên một góc 45 độ nha. Cái điện của mình nó bị chập chập nha. Đó, đấy là hai cách mài dao nha. Thay vì mọi người có đồ không có đồ mài dao, mọi người có thể dùng cách này nha. Đấy. Còn mọi người có thể mà dùng bằng cái đó, giống như kiểu mài dao này cũng có cũng được này. Đấy, mài bằng cách này cũng được này. Đó. Rồi rất nhiều cái cục đá mài nữa nha. Mọi người cứ mài theo kiểu như vậy thôi. Một chiều xuống, đừng có mài lên mà xuống như vậy, nó sẽ không bén nha. Bởi vì ví dụ mình vừa mài vậy là nó xuống bóng độ này, mọi người lại đẩy lên vậy thì nó lại về lại chỗ cũ nha. Đấy. Mình vừa chỉ cho mọi người cái mẹo mài dao cực kỳ nhanh mà mau bén đấy nha. Có sẵn trong nhà nha. Mọi người thấy hay thì tặng mình lượt like và đăng kênh nha. Chia sẻ mọi người trong đeo một mã nha.